Xin chào mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ mời mọi người cùng mình cùng nhau thảo luận và chia sẻ về một chủ đề. Đó chính là nên lựa chọn loa sao 3 hay là loa Bookshelf hoặc là loa Bluetooth để mà phục vụ cho nhu cầu giải trí cơ bản của mình tại nhà. Thì tại sao mà mình có chủ đề này? Thì thật sự có nhiều anh chị gọi điện đến và cần mình tư vấn về những sản phẩm này. Và có một số ít anh chị đã hiểu sai về chức năng của nó và khi chúng ta mua về sử dụng thì không thỏa mãn được cái mục đích ban đầu của mình. Chủ đề này ngày hôm nay mình mong có thể giải đáp được một số thắc mắc của anh chị và tránh đi sự lãng phí của mình sau khi mà chúng ta mua nó về sử dụng. Và bài toán mà mình đặt ra ngày hôm nay đó chính là khi anh chị có một khoản chi phí từ 10 đến khoảng 20 triệu thì chúng ta nên lựa chọn như thế nào cho nó phù hợp nhất. Thì video này mình sẽ chia làm hai phần để cho chúng ta có thể dễ theo dõi. Phần thứ nhất thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chức năng của những dòng loa này. Và phần tiếp theo đó chính là mình sẽ gợi ý một số cách để chúng ta lựa chọn đúng hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần 1 của video này. Thì khi nói về chức năng thì những dòng loa này điểm giống nhau đó chính là có thiết kế khá là nhỏ gọn và có thể dễ dàng đặt để ở bàn làm việc, kệ tivi cũng như là phòng ngủ, phòng khách, và có thể phục vụ hầu như những nhu cầu cơ bản như là xem phim và nghe nhạc của chúng ta. Nhưng khi xét về cấu tạo và các tính năng của từng dòng loa thì sẽ có những điểm khác nhau cơ bản như sau. Đối với loa sao 3 thì dòng loa này thường được thiết kế theo kiểu dạng loa thanh và cấu tạo của loa khá là đơn giản. Nó sẽ bao gồm một thanh loa dài như thế này và bên trong mỗi thanh loa sẽ có rất là nhiều củ loa được trang bị và mỗi củ loa sẽ có những chức năng riêng. Và việc sử dụng loa sao 3 thì chúng ta hay dùng cho xem phim là chủ yếu bởi vì khả năng tái tạo âm thanh vòm và những hiệu ứng của phim khá là tốt. Còn đối với nghe nhạc thì dòng loa này được đánh giá là dòng loa nghe nhạc tạm ổn bởi vì do hạn chế vật lý của loa. Đối với những anh chị mà không khó tính về vấn đề nghe nhạc thì chúng ta có thể tạm chấp nhận được về vấn đề này. Đối với dòng loa Bluetooth thì như các anh chị có thể thấy thì dòng loa này điểm mạnh của nó chính là sự linh hoạt và di động cũng như nhiều mẫu mã và hình dáng khác nhau và màu sắc khác nhau. Nó sẽ phù hợp cho các bạn trẻ và cũng như các anh chị thích mang theo loa bên người đi ra ngoài hoặc là đến đây làm việc. Về âm thanh thì dòng loa này nghe nhạc khá là ổn bởi vì có thể dễ dàng nghe nhiều thể loại nhạc, nhiều dòng nhạc và cũng phù hợp với nhiều lứa tuổi. Còn đối với xem phim thì dòng loa này sẽ không xem phim chi tiết bằng như loa sao 3 cũng như là loa Bookshelf. Cuối cùng là loa Bookshelf thì dòng loa này có cấu tạo khá là đơn giản và thường sẽ có một chiếc amply nghe nhạc đi kèm theo để mà khi chúng ta sử dụng. Về điểm mạnh thì dòng loa này chuyên sử dụng cho nghe nhạc hơn bởi vì khả năng tái tạo âm thanh chi tiết và cũng như âm hình của từng bài hát, chúng ta có thể cảm nhận được sự tinh tế của từng giọng ca sĩ qua loa thể hiện và cũng như tiết tấu sâu lắng của từng bài hát. Và dòng loa này sẽ phù hợp cho những anh chị đang tìm một chiếc loa có màu âm riêng theo sở thích của mình và cũng như đang muốn tiếp cận một sản phẩm nghe nhạc chất lượng cao hơn. Về xem phim thì dòng loa này thể hiện khá là tốt, tuy nó không có chi tiết nhiều hiệu ứng như loa sao 3 nhưng vẫn có thể đảm bảo tròn vai trò của mình để chúng ta cảm nhận được một bộ phim một cách trọn vẹn. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần cuối của video này. Thì phần này mình sẽ đưa ra những lời gợi ý cho các anh chị có thể dễ dàng xác định và tìm được một sản phẩm ưng ý và phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Thì đây là những quan điểm khách quan mà anh chị có thể dựa vào đó mà chúng ta cân đối theo nhu cầu chính xác của bản thân mình mà chúng ta lựa chọn một sản phẩm. Thì để lựa chọn một sản phẩm sao cho phù hợp với nhu cầu thì theo mình sẽ có 4 bước cơ bản. Bước đầu tiên thì chúng ta phải xác định được nhu cầu sử dụng của mình cũng như gia đình. Ví dụ như anh chị muốn mua một sản phẩm dùng để chuyên xem phim mà dành cho cả nhà hay là xem phim nghe nhạc dành cho cá nhân của mình. Nếu mà chúng ta xem phim dành cho cả nhà thì lúc đó chúng ta sẽ loại bỏ đi phương án là sử dụng loa Bluetooth. Thì bởi vì những cái loa Bluetooth thì nó sẽ không đáp ứng được cho nhiều người cùng một lúc mà chúng ta sẽ sử dụng là sao 3 hoặc là loa Bookshelf. Đó là cách đầu tiên. Và sau khi mà chúng ta xác định được nhu cầu sử dụng cho gia đình hay cá nhân thì kế tiếp chúng ta sẽ xác định sở thích của chúng ta là như thế nào. Ví dụ như các anh chị nghe nhạc thì sở thích nghe nhạc của chúng ta là gì, gu nghe nhạc là gì, thích nghe chi tiết hay là thích nghe bass, thích nghe chép, vân vân, hoặc là thích nghe thể loại nhạc nào
dòng nhạc nào, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được một sản phẩm. Ví dụ như là loa Bookshelf đi, khi mà anh chị thích nghe Bolero, bass thì chúng ta sẽ có dòng CBL chẳng hạn vậy, hoặc là những dòng có chất âm bass nó mềm mại, sâu lắng theo đúng cái màu âm mà chúng ta yêu thích. Sau khi mà hai bước đầu tiên là nhu cầu sử dụng, tiếp theo là sở thích sử dụng, khi chúng ta đã xác định được hai bước này rồi thì cơ bản chúng ta đã 50% tìm được là nên chọn Bookshelf hay là Sound 3 hoặc là loa Bluetooth. Sau khi mà chúng ta đã xác định được hai bước đầu tiên thì bước thứ ba này, chúng ta sẽ xác định không gian mà chúng ta mong muốn để sử dụng. Đối với bước này thì nhằm mục đích chúng ta lựa chọn một sản phẩm nó phù hợp với công suất cho không gian đó. Điều này sẽ giúp cho quá trình chúng ta trải nghiệm sẽ mượt mà hơn, hoàn hảo hơn. Và đối với thiết bị thì sẽ giúp cho thiết bị duy trì được sự ổn định và bền bỉ hơn trong suốt quá trình lâu dài chúng ta sử dụng. Và cuối cùng là chúng ta sẽ tìm một hoặc hai thương hiệu mà chúng ta yêu thích hoặc là thường xuyên sử dụng nhất. Điều này sẽ giúp cho các anh chị sẽ dễ dàng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm. Vì sao? Thì bởi vì khi mà anh chị đã có được một hoặc hai thương hiệu yêu thích thì chắc chắn các anh chị sẽ tìm hiểu rất là nhiều về thương hiệu này, về những sản phẩm của thương hiệu đó và cũng như những công nghệ mà thương hiệu có thể mang đến cho chúng ta. Thì điều này sẽ giúp cho các anh chị sẽ tránh đi việc là mua nhầm một sản phẩm hoặc là tìm đúng được một sản phẩm nó phù hợp và đảm bảo nhu cầu sử dụng của chúng ta nhất. Ok, sau vài phút mà chúng ta cùng nhau thảo luận về chủ đề ngày hôm nay, mình hy vọng sẽ giúp cho được các anh chị có thể hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm này và cũng như có thể chọn được một sản phẩm ưng ý nhất đối với mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để mà có thể nhận được những video mới nhất về những sản phẩm mới và cũng như những buổi chia sẻ ngắn như thế này. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.